đầu tiên là bạn phải kết nối máy tính với điện thoại. Sau đó các bạn vào trong phần mạch phone của máy và để vào mục ringtone. Ở đây chính là mục chọn nhạc chuông. Hiện tại mình đang có một bài nhạc chuông có sẵn ở đây, đấy là bài Until You, được chưa? Và bây giờ muốn copy thêm thì các bạn hãy download nhạc trên mạng về, ở trang nào cũng được, không thành vấn đề, và miễn là tại nó có đuôi MP3 và dung lượng nhỏ nhỏ thôi. Vừa nãy mình đã thử với một bài Việt Mix 50 mấy MB thì nó không nhận. Ở đây mình sẽ copy thử cho các bạn ba bài. Ba bài này các bạn copy paste vào mục ringtone ở trong máy, và sau đó là các bạn back lại đây, các bạn sẽ thấy sau khi đã copy vào trong máy rồi. Được chưa? Thì các bạn sẽ thấy nó ở đây. Đấy. Bây giờ các bạn thứ nhất là lấy tay anh, bạn có thể ấn vào đây là chọn làm nhạc chuông. Nó sẽ kêu. Đây là ở chỗ, nếu như vào trong mục cài đặt và chọn ringtone cộng sao thì kia ở ringtone nó là nhạc chuông. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cài cho tin nhắn này. Các bạn kéo xuống dưới Magic App Sound, sau đó chọn mục tin nhắn hoặc là message, và sau đó các bạn chọn tin nhắn này. Mình thích nhạc này. Mình có thể cho ví dụ như Facebook. Ví dụ Facebook bây giờ thì là nó sẽ có phần tiếng đi. Phần tiếng thì các bạn có thể để mặc định là kêu của nó, hoặc là các bạn để nhạc chuông được. Đây là cài tiếng cho từng cái ứng dụng mà các bạn muốn. Nhưng bình thường thì mình sẽ tắt hết tiếng đi, bởi vì mình chả thích một tí nào cả. Rồi, giờ hãy hưởng thụ thành quả của các bạn thôi. Mình sẽ hẹn gặp lại với các clip sau.